Alo, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp sang bài giảng số mấy nhỉ? Sang bài giảng số 9 trong buổi giáo trình là 3.000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày. Ok, chúng ta sẽ làm như sau để chúng ta có thể là tìm được cái bộ tài liệu bài giảng này. Mình để phóng hơi to tí. Rồi, các bạn chờ chờ trong đây lát. Rồi, chúng ta sẽ vào trang gì ạ? Trang tiếng Trung men.com và trang web của trung tâm tiếng Trung Chinese Master tiếng Trung men.com. Các bạn vào đi. Tiếng Trung men.com, các bạn có bạn nhá, tiếng Trung men.com được chưa nhỉ? Ok, chào em viết, chào em viết, em viết ấn like share nhá, các bạn ấn like share thả tim vào nhá. Rồi chúng ta đi đây, chào các bạn nhá. Ok, chúng ta lại đi tiếp sau khi chúng ta giải lao khoảng 1 đến 3 phút. Rồi các bạn làm theo mình để các bạn tìm được cái nguồn tài liệu mà mình đang giảng trên lớp này, lớp học tiếng Trung online miễn phí. Đầu tiên các bạn vào trang web là tiếng trung.com, được chưa? Rồi các bạn kéo xuống dưới, đâu nhỉ? Ở đây, 3.000 câu, các bạn tìm ra 3.000 câu đi. Đây, đây các bạn ở đây 24 nhá, 3.000 câu các bạn ở đây, thì sẽ chuyển sang trang web này, được chưa? Đây, rồi các bạn kéo xuống dưới, các bạn cứ kéo từ từ thôi, đấy, ở ngay bên dưới này. Được chưa, các bạn thấy không, có phần 1 này các bạn ấn đây chưa? Thì sẽ chuyển sang bài giảng này, bài giảng 3.000 câu tiếng Trung giao tiếp. Part 1 là 1.000 câu đấy, nhưng mà mình, cái 3.000 câu này nó dài quá nên là mình không thể gói hết tất cả 3.000 câu trong một bài viết được, nên mình sẽ chia ra nhỏ ra là thành 3 phần, mỗi phần là 1.000 câu, và trong mỗi phần này chúng ta sẽ học mỗi ngày là khoảng tầm 30 câu thôi, được chưa? Và trong bài học buổi trước chúng ta đã đi đến câu số bao nhiêu nhỉ? Câu số 240 đúng không? Vừa nãy là chúng ta đi đến câu số 240 rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp sang câu số bao nhiêu nhỉ? Câu số 240 cho đến câu số 270 nhá. Ok, đâu rồi? 240 của chúng ta đâu rồi nhỉ? Đây. Vấn đề là chúng ta đi đến câu số 240 rồi. Đây. Chúng ta vấn đề là chúng ta đi đến hết câu này. 240 xem các bạn màu gì đúng không? Thì ta chưa sử dụng màu sắc ta. Đó. Ok, các bạn đã tìm được bài giảng chưa nhỉ? Các bạn tìm được bài giảng chưa thì chúng ta sẽ bắt đầu nhá. Đây, các bạn vào trang web của mình này thì chúng ta .com, được chưa? Đó, rồi các bạn là tìm nguồn tài liệu là xong. Đó. Ok, ai nhỉ? Ok, các bạn đăng ký học viên. Ok. Rồi. Rồi chúng ta tiếp này. Đừng mà đang ở câu số bao nhiêu? 240. Các bạn chuẩn bị này. Chúng ta sẽ chuẩn bị gõ nha, các bạn hãy bật máy tính lên và hoặc là bật điện thoại lên để chúng ta bắt đầu chúng ta xúc tiến luôn. 240, xe của bạn màu gì là gì nhỉ? Xe của bạn màu gì? Thì chúng ta nói nào? 你的车是什么颜色? Đúng không ạ? 你的车是什么颜色? Xe của bạn màu gì? Đó, chúng ta có bạn. 你的车是什么颜色? 你的车是什么颜色? Đó, hay là 你的车是什么颜色? Chúng ta có thể nói hai cách là 你的车是什么颜色? Hay là 你的车是什么颜色? Yên sư ta. Ta gọi bạn. Nhìn ta chưa? Nhìn ta chưa gì? Sư sân mơ yên sư ta. Xem các bạn là chiếc mùa gì? Nhìn ta chưa sư sân mơ yên sư ta. Chúng ta gọi bạn. Nhìn ta chưa sư sân mơ yên sư ta. Ok, đúng rồi. Em kêu gọi đúng rồi. Nhìn ta chưa sư sân mơ yên sư là xem các bạn mùa gì? Nhìn ta chưa sư sân mơ yên sư ta. Rồi, tiếp này. 241. Xe của tôi màu đen, hay là xe của tôi là chiếc màu đen thì chúng ta nói nào? 241. 我的车是 黑色的, hay là 我的车是黑色, được không? 我的车是黑色的. Đó, xe của tôi là chiếc màu đen, chúng ta có bạn. 我的车是黑色的. Đó, 我的车是黑色的. Xe của tôi là chiếc màu đen, chúng ta có bạn. 我的车是黑色的. Nè, 我的车是黑色的, là xe của tôi là chiếc màu đen. Rồi tốt, em Huỳnh Bích gì? Bích Đan à? Đó đúng rồi, em thuyết gọi đúng rồi. 我的车是黑色的. Tiếp này, câu tiếp theo chúng ta là gì ạ? Xe 242, xe của bạn mới hay cũ? Xe của bạn là cái mới hay là cái cũ gì nhỉ? Thì chúng ta nói nào, xe của bạn là cái mới hay là cái cũ? 242 đấy. 你的车是 新的还是旧的? Chúng ta có bạn. 你的车是新的 hay là chiều đó, xe của bạn là cái mới là cái cũ, thì ta chưa sự xin đó hay sự chiều đó, chúng ta có bạn nhá, thì ta chưa, thì ta chưa, sự xin đó hay sự chiều đó, xe của bạn là cái mới hay là cái cũ, thì ta chưa sự xin đó hay sự chiều đó, chúng ta có bạn,
Ok, em Bùi Hiền đã tham gia rồi đúng không? Chào mừng em đã tham gia. Em Bùi Hiền rất là rất rất hiếm khi xuất hiện. Hy vọng em sẽ có comment ở ngay bên dưới này. Trên này. 243, xe của tôi là chiếc mới thì chúng ta nói nào, xe của tôi là chiếc mới là gì nhỉ? Của tôi chưa gì? Sự xin đó, đó, của tôi chưa. Sự xin đó, xe của tôi là chiếc mới chúng ta có không? Của tôi chưa sự xin đó. Của tôi chưa. Sự gì? Xin đó, xe của tôi là chiếc mới. 我的车是新的, xe của tôi là chiếc mới, chúng ta bạn nhá. Ok, tiếp bấm rồi. 我的车是新的, xe của tôi là chiếc mới. Được chưa? Được không? Em tiếp bấm rồi. Chính xác. 我的车是新的, xe của tôi là chiếc mới. Ok, đúng rồi. Bạn nào vừa đến, các bạn hãy ấn like, share và thả tim nhá. Thả hoa nhiều quá nhá. Họ thả tim và thả hoa nữa. Thả tim nữa mà thả hoa nhá các bạn nhá. Tiếp này. 244, chiếc xe màu đen kia là của bạn phải không? Thì chúng ta nói nào, chiếc xe màu đen kia là của bạn phải không là gì nhỉ? 那个黑色的车, hay là 那个黑色的车, hay là 那个黑车, 那个黑色, 黑色的车, 是你的吗? 那个黑色的车是你的吗? 那个黑色车, hay là 那个黑车是你的吗? Yeah, ok, 我们这几个, 那个黑色的车是你的吗? 等等看吧, 那个黑色的车, 是你的吗? 那个黑色的车是你的吗? 这三部电梯应该翻了, phải không? 那个黑色的车是你的吗? 能够吧? 那个黑色的车是你的吗? 245, tôi là giám đốc của công ty này. Thì chúng ta nói nào? Tôi là giám đốc của công ty này. Thì chúng ta nói nào nhỉ? 我是这个公司的经理. Các bạn ghi vào. 我是这个公司的经理. 我是这个 công sư đa chinh lý, là tôi là giám đốc của công ty này. Wa sư chick a công sư đa chinh lý. Wa sư chick a công sư đa chinh lý, là tôi là giám đốc của công ty này. Chúng ta có mặt. Wa sư chick a công sư đa chinh lý, là tôi là giám đốc của công ty này. Em bác quay lại lớp học nhá. Em bác lại đi đâu rồi? Em bác quay lại lớp học, chúng ta chuẩn bị học tiếp mà. Chúng ta đang vấn đề là chúng ta giờ giải lao, giờ chúng ta sẽ đi tiếp này. 我是这个公司的经理, các bạn có không? 我是这个公司的经理. Đó, chính xác. Tiếp này, cô ta là thư ký của tôi. 245 vẫn là cái 245 nha. Cô ta là thư ký của tôi là gì nhỉ? 她是我的秘书, các bạn có không? 她是我的秘书. Cô ta là thư ký của tôi. 她是我的秘书. Nào, cô ta là thư ký của tôi. 她是我的秘书. Đó, 她是我的秘书. Rồi, cô ta là thư ký của tôi. Câu này rất đơn giản. 她是我的秘书. Ok, em bác đã quay trở lại. Chào mừng em đã quay trở lại em bác nhá. 她是我的秘书. Chúng ta có vào. Và cô ta là thư ký của tôi. 她是我的秘书. Cô ta là thư ký của tôi. 她是我的秘书. Rồi, tiếp này. 246, tôi có 2 chiếc xe máy. Thì chúng ta là, tôi có 2 chiếc xe máy. Thì chúng ta nói nào. Tôi có 2 chiếc xe máy là gì nhỉ? 我有两辆摩托车，能够吧？我有两辆摩托车， 啊，都搞好，还有几十万， 能够吧？我有两辆摩托车， 都搞好，还有几十万。 我有两辆摩托车， 啊，都搞好，还有几十万。 我有两辆摩托车， 都搞好，还有几十万， 能够吧？ 我有两辆， OK， 对吧？这挺帅， 哎，把搞么子？ 我要两辆摩托车， 都搞好，还有几十万。 Đó, chính xác. 我要两辆摩托车. Là tôi có 2 chiếc xe máy. Tiếp này. 3 chiếc ô tô và 1 chiếc xe đạp là gì nhỉ? 3 chiếc ô tô và 1 chiếc xe đạp là gì? 3 辆汽车. 3 辆汽车. 3 chiếc ô tô và 1 chiếc xe máy là gì? 1 chiếc xe đạp là gì? 1 辆自行车. 1 辆自行车 và 1 chiếc xe đạp. 3辆汽车和一辆自行车, 能够吧? 3辆自行车和一辆, 3辆汽车和一辆自行车, 3辆汽车和一辆自行车, 能够吧? 3辆汽车和一辆自行车, OK, 能够吧? 这样, bạn nào có sai mình sẽ sửa cho các bạn, OK, các bạn có đúng rồi. Chúng ta gọi cái tiếp mà. 3辆汽车和一辆自行车. Tiếp này. 247. Bạn biết xe đạp của tôi ở đâu không? Thì chúng ta nói nào. Bạn biết xe đạp của tôi ở đâu không là gì nhỉ? 你知道 gì? 我的自行车在哪吗?
Các bạn, 你知道我的自行车在哪吗？老哥玩家，你知道我的自行车在哪吗？你知道我的自行车在哪吗？老哥玩家，你知道我的自行车在哪吗？把别先生两个队友都喝。你知道我的自行车在哪吗？把别先生两个队友都喝。你知道我的自行车在哪吗？老哥玩家，你知道我的，快用作。你知道我的自行车在哪吗？老哥玩家，到 你知道我的自行车在哪儿吗？那我给出来一点呢。Đó, hai trăm bốn mươi tám đây là ảnh của cả gia đình tôi. Ok, đây là cái nội dung của bài học số 15 trong quyển giáo trình hạn ngữ một phiên bản mới. Chúng ta đã gần kết thúc xong 15 bài đầu tiên trong giáo trình hạn ngữ một phiên bản mới rồi. Đó, 248 này là đây là ảnh của cả gia đình tôi là gì nhỉ? Chế sư của chuyên gia tôi trao thiện là có bạn. Chế sư. Chế sư. Đây là ảnh của cả gia đình tôi, chào mừng các bạn nhé. Đây là ảnh của cả gia đình tôi. Đây là ảnh của cả gia đình tôi. Đây là ảnh của cả gia đình tôi, chào mừng các bạn. Đây là ảnh của cả gia đình tôi. 这是我全家的照片，这是我全家的照片。接下来，来，高静姐 ，2019， bạn có chị gái không？ Thì chúng ta nói là bạn có chị gái không là gì nhỉ？ 你有姐姐吗 ？OK， câu này rất là dễ đúng không？ 你有姐姐吗？ Bạn có chị gái không？ 你有姐姐吗？ 你有姐姐吗？ Bạn có chị gái không？ 老公问 nhá， 你有姐姐吗？ 你有姐 chia mà bạn có chị gái không? Ni yêu chia chứ mà bạn có chị gái không? Mời các bạn nhá. Ni yêu chia chứ mà bạn có chị gái không? Rồi xem các bạn có thế nào nào. Rồi em đa được không giờ? Rồi tốt em bác. Rồi rất tốt. Em bác có đúng rồi. Em Mai Linh Dương. Ok. Rồi tốt em bác có đúng rồi. Ni yêu chia chứ mà. Rồi chúng ta đi tiếp này. Bạn nào chưa có kịp thì các bạn tranh thủ gọi nhanh vào nhá. Em bác thả tin nhiều vào. Em thả tin thả hoa vào nhá, em bác nhá. Em thả tin thả hoa vào, like xe nhiều vào nhá. Có 250. Tôi không có chị gái. Tôi chỉ có một em gái. Thì chúng ta nói nào. Tôi không có chị gái, tôi chỉ có một em gái là gì nhỉ? Ủa mấy chị chứ anh, tôi không có chị gái. Là gì? Ủa mấy chị chứ. Ủa mấy chị chứ. Chỉ có một em gái là gì à? Chỉ có một mẹ mẹ. Ủa mấy chị chứ, chỉ có mẹ mẹ. Tôi không có chị gái, chỉ có một em gái. Chúng ta ghi vào. Có mà. Ủa mấy gì? Chị chứ. 我没有姐姐，只有一个妹妹啊！我没有姐姐，只有一个妹妹，能够吧？都không có chị gái，tôi chỉ có một，chỉ có một em gái là gì nhỉ？我没有姐姐，只有一个妹妹。Rồi, đây là bạn của chúng ta. Để xem các bạn có thế nào nào. Rồi, em lên đàn, em lên giường, rất tốt, chị sẽ em gọi đúng rồi, thiện gọi đúng rồi. OK, em bác có giờ này rất là gõ rất là nhanh, tiến bộ rất là rõ rệt. Em bác cứ thế mà tiến là OK. Thì sau này sẽ thành công đấy. Rồi chúng ta đi tiếp này, sau câu số 201. Mẹ tôi là bác sĩ. Thì chúng ta nói là mẹ tôi là bác sĩ là gì nhỉ? Ủa mama sư gì? À sư đại phủ mà. Chúng ta có bạn. Ủa mama sư đại phủ. Ủa mama sư đại phủ. Mẹ tôi là bác sĩ. Chúng ta có bạn nhá. Ủa mama sư đại phủ. Ủa mama sư đại phủ. Mẹ tôi là bác sĩ. Chúng ta có bạn. Ủa mama sư đại phủ. Mẹ tôi là bác sĩ. Ủa mama sư đại phủ. Mẹ tôi là bác sĩ. Được chưa? Rồi các bạn nhá. Ủa mama sư đại phủ, mẹ tôi là bác sĩ. Được chưa? Rồi tôi tiếp theo này. Em gái tôi là y tá thì chúng ta nói nào? Em gái tôi là y tá gì à? Ủa mẹ mẹ sư gì? Y tá là hộ sĩ chúng ta rồi. Ủa mẹ mẹ sư hộ sĩ. Ủa mẹ mẹ sư hộ sĩ. Được không ạ? Em gái tôi là y tá. Ủa mẹ mẹ sư hộ sĩ. Ủa mẹ mẹ sư hộ sĩ. Em gái tôi là y tá. À, rất đơn giản. Rất dễ quá. Ủa mẹ mẹ sư hộ sĩ. Em gái tôi là y tá. Chúng ta có bạn. Ủa mẹ mẹ sư hộ sĩ. Thật tốt, chính xác. Em bác có đúng rồi. Em Liên Dương có đúng rồi. Các bạn nào chưa có xong, các bạn có thật nhanh quá nhỉ. Ok. Thật tốt, chính xác. Đúng rồi. Ủa mẹ mẹ sư hộ sĩ. Em gái tôi là y tá. Chúng ta đi tiếp này.
Bố tôi là giám đốc thì chúng ta nói là bố tôi là giám đốc là gì nhỉ? Bố tôi là giám đốc thì chúng ta nói là của ba bà sư chính lý đó. Của ba bà sư chính lý các bạn, đó. Bố tôi là giám đốc của ba bà sư chính lý, của ba bà sư gì chính lý, bố tôi là giám đốc các bạn, của ba bà sư chính lý, bố tôi là giám đốc đó các bạn, của ba bà sư chính lý rồi anh thích cũng rồi. Bố tôi là giám đốc, của ba bà sư chính lý là tốt. Bố tôi là giám đốc là tốt chính xác. Các bạn đã chưa có xong, các bạn có thật chừng chưa nhỉ? Của ba bà, ok, chào em Thiện hôm nay đến đúng giờ phết nhỉ? Em đến anh Ngọc, anh gọi luôn mà công vừa đấy chúng ta đã vừa đi xong. Bố tôi là giám đốc của ba bà sư chính lý, à, chúng ta có bạn nhá, của ba bà sư chính lý là tốt, em Thiện bấm rồi. Của ba bà sư chính lý là tốt, em bác có tốt chính xác, rồi chúng ta đi tiếp này. Tôi là học sinh, cái con này quá đơn giản. Tôi là học sinh là gì nhỉ? Tôi là học sinh là gì? Của sư gì? Xuyên sắc. Các bạn, của sư xuyên sắc, tôi là học sinh. Của sư xuyên sắc là tôi là học sinh. Của sư xuyên sắc, các bạn, tôi là học sinh. Của sư xuyên sắc, tôi là học sinh. Của sư xuyên sắc, các bạn, tôi là học sinh. Của sư xuyên sắc, là tôi. Của sư xuyên sắc, tôi là học sinh. Các bạn nhá. Của sư xuyên sắc, tôi là học sinh. Tiếp này, câu 252, công ty các bạn là công ty gì? Câu này chúng ta thì nó là nội dung của bài số 15 ấy. Nội dung của bài số 15 trong quyển giáo trình Hán ngữ 1 phiên bản mới. Bạn nào chưa quên thì các bạn có thể giờ lại sang trang cái bài số 15 giáo trình Hán ngữ 1 phiên bản mới. Các bạn sẽ thấy ngay cái câu này. Công ty các bạn là công ty gì? Ok, chúng ta nói nào. Công ty các bạn là công ty gì? Hay là công ty của các bạn là công ty gì? 你们的 你们的公司是什么公司? Đó, chúng ta các bạn, câu này chúng ta rất đơn giản. Chúng ta nói rất là nhiều trên đó rồi. 你们的公司是什么公司? Công ty của bạn là công ty gì? 你们的公司是什么公司? Công ty của các bạn là công ty gì? Đó, các bạn. 你们的公司是什么公司? Công ty của các bạn là công ty gì? Dạ. 你们的公司是什么公司? Công ty của các bạn là công ty gì? Đó, tốt. Em gọi đúng rồi. Em bác rồi. Đó, tôi chính xác. 你们的公司是什么公司? Rồi, ok, em định gõ rất chính xác, em cố lên nhá. Em định bổ sung avatar vào cho nó hình, cho nó có hình có dáng. Anh chẳng thấy em định có avatar gì cả. Em cho avatar vào nhá. Rồi, tiếp này, của sư xuyên xong, thôi, em Thiện này, của sư xuyên xong, rồi, tôi chính xác. Rồi, 你们公司是什么公司? Các bạn gõ vào nhá, công ty các bạn là công ty gì? Rồi, 你们公司是什么公司? Được chưa? Công ty của các bạn là công ty gì? Rồi, chúng ta đi tiếp này. Câu 253. Công ty của chúng tôi là công ty thương mại quốc tế. Thì chúng ta nói là từ thương mại quốc tế là gì ạ? Đó là ngoại mạo, nó là thương mại quốc tế. Ngoại mạo là thương mại quốc tế. Chúng ta có bạn. Ờ, chúng công ty là ngoại mạo công ty. Đó, rất đơn giản. Chúng ta công ty là ngoại mạo công ty. Đó. Chúng ta công ty là gì? Ngoại mạo công ty. Ngoại mạo công ty. Công ty của chúng ta là công ty thương mại quốc tế. Chúng ta có bạn. 我们的公司是外贸公司，我们的这公司是这外贸公司。 Công ty của chúng ta là công ty thương mại quốc tế. Đấy. 我们的公司是外贸公司, 听到吧? 我们的公司是外贸公司, công ty của chúng tôi là công ty thương mại quốc tế. Được chưa? 我们的公司是外贸公司. Rồi, tiếp này. Câu 254. Công ty các bạn có bao nhiêu nhân viên? Câu này thì rất đơn giản đúng không? Công ty các bạn có bao nhiêu nhân viên? 你们公司有几? Yǒu duòshǎo zhìyuán? Chúng ta có bạn. 你们公司有 duòshǎo zhìyuán? 你们公司有 duòshǎo zhìyuán? Công ty các bạn có bao nhiêu nhân viên? Chúng ta có bạn. 你们公司有 duòshǎo zhìyuán? 你们公司有 duòshǎo zhìyuán? Công ty các bạn có bao nhiêu nhân viên? Chúng ta có bạn. 你们公司有 duòshǎo zhìyuán? Công ty các bạn có bao nhiêu nhân viên? 你们公司有多少职员? Rồi, tốt, em Lisa gọi đúng rồi. Rồi, em bác gọi đúng rồi, chính xác. 你们公司有多少职员? Rồi, chính xác. Tốt. Rồi, bạn nào chưa có kịp, các bạn gọi thật nhanh vào nhá. Tiếp này, chúng ta đi tiếp câu 255. Câu 255 là gì nhỉ? Công ty chúng tôi có khoảng 150 nhân viên. Ok, câu này chúng ta nói nào. Công ty chúng tôi có khoảng 150 nhân viên là gì nhỉ? 我们公司有大概150个职员. 我们公司有大概150个职员. Chúng ta có nghe không? Công ty chúng tôi có khoảng 150 nhân viên.
我们公司有大概一百五十个职员。Các bạn nào chưa gọi được, các bạn nhìn đáp án của các bạn bên cạnh để các bạn tự gọi ra nhá, chứ không nên copy vào paste, như vậy nó không hiệu quả. Các bạn tự gọi ra thì nó mới hiệu quả được, mới học nó mới chắc được, mới nhớ được từ vựng và nhớ phiên âm. Rồi tiếp này, 256, bạn là nhân viên của con ta phải không? Thì chúng ta nói ra, bạn là nhân viên của con ta phải không là gì ạ? Bạn là nhân viên của con ta phải không? 256, 你是他的职员吗? Chúng ta có bảo, 你是他的职员吗? 你是他的职员吗? Bạn là nhân viên của con ta phải không? Chúng ta có bảo nhá, 你是他的职员吗? 你是 他的职员吗？本来你那边工工资很高，你是他的职员吗？哪个玩意儿？本来那边工资很高，你是他的职员吗？这样，等 em định nói đúng rồi. OK, tốt em bắt ngay đầu tiên là có đã câu trả lời rồi, rất nhanh. 你是他的职员吗？有听呢？还能背？Cô ta là thư ký của bạn phải không? Thì chúng ta nói là cô ta là thư ký của bạn phải không là gì nhỉ? Tha gì? Tha sư nì đơ chứ yuán mà. Đó. Tha sư Tha sư nì đơ chứ yuán mà. Cô ta là Tha sư nì đơ thư ký mà. Mì su mà đúng không? Tha sư nì đơ mì su mà. Ok. Cô ta là thư ký của bạn phải không? Tha sư nì đơ mì su mà. Đúng không ạ? Tha sư nì đơ mì su mà. Cô ta là thư ký của bạn phải không? Tha sư nì đơ mì su mà. Đó gọi nha. Các bạn có mà. Tha sư nì đơ mì su mà. Cô ta là thư ký của bạn phải không? Tốt, em thiện có đúng rồi. Ok, em có đúng rồi. Cô ta là thư ký của bạn phải không? Rồi, tốt, tốt. Em bác đã có câu trả lời rồi. Đúng rồi, em thiện có đúng rồi. Chính xác. Tiếp này. 258. Anh cha bạn đã kết hôn chưa? Ok, chúng ta nói nha. Anh cha bạn đã kết hôn chưa là gì nhỉ? 你哥哥已结婚了吗？你哥哥结婚了吗？哎，你这把哪给弄去啊？啊，你哥哥结婚了吗？啊，哎，这把哪给弄去啊？怎么搞嘛呢？你哥哥结婚了吗？哎，你这把哪给弄去啊？你的哥哥结婚了吗？啊，你哥哥结婚了吗？哎，你这把哪给弄去啊？你哥哥结婚了吗？啊，哎，你这把哪给弄去啊？知道吧？你哥哥结婚了吗？哎，你家爸打开通知啊？啊，干嘛干嘛呢？你哥哥结婚了吗？嗯，好的。安迪在哪？安迪在哪呢？嗯，好的。嗯，接着，那警察，哎，你家爸打开通知，你哥哥结婚了吗？那安子搞什么？安铁，安爸搞什么？那警察结婚了吗？什么？安铁搞什么 ？OK， 我们接着来。Nhà bạn có mấy đứa rồi hay là nhà bạn có mấy nhóc rồi? Chúng ta nói là nhà bạn có mấy đứa rồi là gì nhỉ? Nhi gia yếu chỉ có hai chữ là Nhi gia yếu chỉ có hai chữ là Nhi gia yếu chỉ có hai chữ là Nhà bạn có mấy đứa rồi? Nhi gia yếu chỉ có hai chữ là Nhi gia yếu chỉ có hai chữ là Nhà bạn có mấy đứa rồi? Nhi gia yếu chỉ có hai chữ là Chúng ta có bạn Nhi gia yếu chỉ có hai chữ là Nhà bạn có mấy đứa rồi? Chúng ta có bạn 你家有几个孩子了？你家宝宝没留着？你家，你家有几个孩子了？说，哎，把宝宝请上。你家宝宝没留着？你家有几个孩子了？对呢，还有什么？伢子管还得？你怎么来呢？伢子管还得了是呀？我家有两个孩子，那伢子管还得？我家有两个孩子，我家有两个孩子。伢子管孩子，哪个玩意儿？我家有两个孩子，伢子管孩子。啊，我家有这两个孩子，伢子管孩子，哪个玩意儿？我家有两个孩子，伢子管孩子。我家有两个孩子，伢子管孩子。rồi, rất tốt, em định là đúng rồi. Rất tốt, em dựa xem nào. Rồi, tốt, chính xác, không vấn đề.
tốt rồi, xem nào cậu, em nạn nữa, em thiện là tốt, em bị đa xem thế nào nào. Rồi chính xác, tốt tốt rồi, đúng rồi. Ủa cha yêu lẻ cơ khải giờ nhà tôi có hai đứa nha, các bạn có bảo của cha yêu lẻ cơ khải giờ được chưa? Thế này đứa lớn là con gái thì chúng ta nói là đứa lớn là gì ạ? Là ta là đứa lớn đó, là ta là ta là gì, suy nghĩ ở đúng không, là đứa con gái đúng nhỉ, là ta suy nghĩ ở rồi, tốt là ta suy nghĩ hả, hay là nghĩ ở rồi, là ta suy nghĩ ở đứa lớn con gái, là ta suy nghĩ ở là đúng không các bạn, là ta suy nghĩ ở đứa lớn là con gái, là ta sư nữ, là ta là đứa lớn nha, chắc là đứa đứa cả đấy, là ta là đứa tạ đứa, đứa con cả hay đứa con lớn, nữ là con gái, là ta sư nữ nó bảo bài đúng không, tốt là ta sư nữ tốt, em bác ông rồi, là ta sư nữ đứa lớn là con gái. Rồi em liền dương ông rồi, các bạn là chữ gõ thì các bạn có thể khẩn trương nhá, đứa thứ hai là con trai thì chúng ta nói là sư đúng không, là đứa thứ hai là sư nó là à, sư nã ở được, 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 thứ hai là con trai nó sư nã ở nã ở nã 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 là con trai nó sư nã ở được, thứ hai là con trai nó sư nã ở nó có bạn nó sư nã ở được, thứ hai là con trai nó sư nã ở được, thứ hai là con trai được chưa, nó tốt em, nó tốt chính xác, ok đúng rồi, định nào giờ thì tốt là nhớ giờ chính xác. Các bạn chưa gõ xong, các bạn gõ thật nhanh chưa? Mình không có nhiều thời gian để mình check đáp án của các bạn gõ chậm đâu. Mình chỉ gọi kiểm tra độ chính tả của những bạn nào đã gõ nhanh thôi. Đó, bạn nào gõ chậm các bạn cố gắng lên. Thế này, câu 261, anh cha bạn là nhân viên ngân hàng phải không? Thì chúng ta nói là anh cha bạn là nhân viên ngân hàng phải không là gì nhỉ? Nhì cơ gọi sư gì? Nhì khăn chú mà, chúng ta gọi bạn. 你哥哥是银行职员吗？你哥哥是银行职员吗？那哎，这把来，你没跟他没喝，听懂了吧？你哥哥是银行职员吗？你哥哥是银行职员吗？那哎，这把来，你没跟他没喝？你哥哥是银行职员吗？听懂了吧？那对，哎，把搞不着。对，你哥哥是银行职员吗？哎，这把来，你没跟他没喝？听见？听到了吧？你哥哥是银行职员吗？那都请上。那爱加班了，你也没跟他配合。好的嘞，欢迎伤害。啊，这边是你。爱加都混反了，你没跟他是呀？请你放好了，欢迎伤害。爱加都混反了，你没跟他。我哥哥谁？我哥哥不是谁？我哥哥不是银行职员，爱加都混反了，你没跟他。我哥哥不是。银行职员，哎，这都混白了，你没跟他，听到过吧？我哥哥不是银行职员，哎，这都混白了，你没跟他，我哥哥不是银行职员，哎，这都混白了，你没跟他，听到过吧？我哥哥不是银行职员，哎，这都混白了，你没跟他，听见？那都哎，把口弄上，我。哥哥不是银行职员，那 em nghĩ thủy à, em nghĩ thì giờ mới tham gia, ok, em thiện gọi đúng rồi, 我哥哥不是银行职员, rồi tốt, chính xác, rồi tiếp này, chị gái tôi là nhân viên ngân hàng, thì chúng ta nói là chị gái tôi là nhân viên ngân hàng, thì chúng ta sẽ nói là gì nhỉ? 我姐姐是银行职员, 我姐姐是银行职员, chị gái tôi là nhân viên ngân hàng, chúng ta vào我姐姐，是的，银行职员，那这个都来，人民银行。我姐姐是银行职员，那到哪把工作？这个都来，人民银行。我姐姐是银行职员，那到第三，哪把工作？chị gái tôi là nhân viên ngân hàng. Còn em nào chưa gõ xong, các bạn có thật nhanh nhá thì mình mới check được đáp án. Còn bạn nào gõ chậm mình không kiểm tra được lỗi chính tả đâu. Đó, 263. Anh các bạn là giáo viên hay là y tá? Thì chúng ta nói là 263. Em các bạn là giáo viên hay là y tá? Thì chúng ta nói là em các bạn là giáo viên hay là y tá? Nì gì? Nì mày mày đúng không? Đó, nì mày mày. Sư lão sư hay sư gì? Hay sư hù sư nè? Đó, nì mày mày sư lão sư hay sư hù sư? Em các bạn là giáo viên hay là y tá? Chúng ta có bạn? Nì mày mày. Đó, nì mày mày.
Sư gì? Sư lão sư hay sư hộ sư? Anh các bạn là lão giáo viên hay là y tá? À, các bạn có bao nhiêu? Nì mẹ mẹ sư lão sư hay sư hộ sư? Rồi tốt, em bạn cũng rồi. Nì mẹ mẹ sư lão sư hay sư hộ sư? Chúng ta có bạn. Anh các bạn là y tá hay là giáo viên hay là y tá? Rồi, tiếp này. 264, em gái tôi là y tá thì chúng ta nói nào? Em gái tôi là y tá gì nhỉ? Wǒ mèi mèi zì shì hù shì, chúng ta có bạn. Em gái tôi là y tá, wǒ mèi mèi. Wǒ mèi mèi shì hù shì, chúng ta có bạn. Em gái tôi là y tá, wǒ mèi mèi. Wǒ mèi mèi shì zì hù shì, em gái tôi là y tá. Được chưa? Wǒ mèi mèi shì hù shì. Tốt, em bắt cũng rồi. Ok, em thử cũng rồi. Em gái tôi là y tá, wǒ mèi mèi shì hù shì. Được chưa? Em gái tôi là y tá, wǒ mèi mèi shì. Ok, em chưa bấm rồi. Hồ sơ, em gái tôi là y tá. Đầu tiên này, 265. Em gái bạn làm việc ở đâu? Thì chúng ta nói là, em gái bạn làm việc ở đâu là gì nhỉ? Nì gì? Nì mày mày, đúng không? Nì mày mày, tại nào? Công chúa, đúng không ạ? Em gái bạn làm việc ở đâu? Nì mày mày, tại nào? Công chúa, đó. Nì mày mày, tại nào? Công chúa, em gái bạn làm việc ở đâu? Chúng ta có bạn. Nì mày mày, tại nào? Công chúa. Rồi, tốt, chính xác. Em thiện bấm giờ. Nì mày mày tại nào công chúa là em gái bạn làm việc ở đâu? Được chưa? Nì mày mày tại nào công chúa? Các bạn có thật nhanh quá nhá. Để chúng ta còn còn đi tiếp. 266. Em gái tôi làm việc ở bệnh viện là gì nhỉ? Em gái tôi làm việc ở bệnh viện là gì? Ủa gì? Ủa mày mày tại y viện công chúa. Nào, các bạn có thật nhanh vào. Ủa mày mày tại y viện công chúa là em gái tôi làm việc ở bệnh viện. Ủa mày mày tại y viện công chúa. Ủa mày mày. Đó. Tại gì? Y viện công chúa. Em có tôi làm việc ở bệnh viện. Wǒ mèi mèi zài yī yuàn gōng zuò. Chúng ta có bảo. Rồi tốt, chính xác. Rồi tốt, chính xác. Rồi tốt, ok. Wǒ mèi mèi zài yī yuàn gōng zuò. Chúng ta có bảo. Là em có tôi làm việc ở gì? Ở bệnh viện. Wǒ mèi mèi zài yī yuàn gōng zuò. Rồi em bác gọi rất chính xác, rất là nhanh. Rồi, em thiện vào đúng rồi. Hôm nay chúng ta thiếu em ro xe nhỉ? Không biết em ro xe chạy đâu mất rồi. Đến giờ anh để ý thấy có mỗi em Bắc không thấy em ro xe đâu cả. Không là thiếu chúng ta thiếu em ro xe rồi. Tiếp này. Chị gì à? Em làm việc viện không? Chị gái tôi làm việc ở ngân hàng là gì nhỉ? 266. Chị gái tôi làm việc ở ngân hàng là gì? Chị gái tôi làm việc ở ngân hàng là của mày mày gì? Của mày à đó, của chị chết nhỉ? Của chị chết ra gì? Làm việc ở ngân hàng gì nhỉ? Tại ngân hàng công tác. Các bạn. Chị gái tôi làm việc ở ngân hàng. Của chị chết ra ngân hàng công tác. Đó, của chị chứ tại ngân hàng công tác. Đó, chị gái tôi làm việc ở ngân hàng. Của chị chứ tại ngân hàng công tác là chị gái tôi làm việc ở ngân hàng. Đó, không có bà. Tốt, em bác đúng rồi. Của chị chứ tại ngân hàng công tác là chị gái tôi làm việc ở ngân hàng. Của chị chứ tại ngân hàng công tác. Rồi, chưa? Các bạn nào chưa có kịp, các bạn có nốt vào nhá. Để chúng ta sẽ đi tiếp. Giờ tận em chỉ bấm giờ, thiện bấm giờ. Ủa chị chia trả ý hàng công chuẩn. Tiếp này, 267. Bạn muốn uống chút cà phê không? Thì chúng ta nói là bạn muốn uống chút cà phê không là gì à? Bạn muốn uống chút cà phê không là gì? Nhiều gì? Nhiều khơ tiả. Nhiều khơ tiả gì? Cà phê mà. Bạn muốn uống chút cà phê không? Chúng ta đi vào. Nhiều khơ tiả cà phê mà. Đó, nhiều khơ gì? Khơ tiả. Cà phê mà. Bạn muốn uống chút cà phê không? Là các bạn nhá. Nếu hơi tiền cà phê mà bạn muốn uống chút cà phê không? Rồi tốt, em bác cắm rồi. Nếu hơi tiền cà phê mà bạn muốn uống chút cà phê không? Được chưa? Rồi chúng ta có sạch danh mục phần trước vào. Chúng ta sắp kết thúc rồi. 268. Cảm ơn cho tôi một tách cà phê nhé. Là cảm ơn cho tôi một tách cà phê nhé là gì nhỉ? Cảm ơn cho tôi một tách cà phê nhé. Xin chào. Xin chào. Cái của gì? Cái ở lại一杯咖啡吧，谢谢给我来一杯咖啡吧，啊，感恩张哥们，带咖啡呢，谢谢给我来一杯，还来给我一杯咖啡吧，啊，感恩张哥们带咖啡呢，谢谢啊，对，对，给我的，一杯咖啡吧，怎么个吧？谢谢给我一杯咖啡吧，怎么个吧？谢谢给我一杯，啊，都，哎，把工作，啊，谢谢，这都挺上。Rồi tốt. Xin chào cái của eBay cà phê bạc các bạn nhá. Xin chào cái của eBay cà phê
Vâng, thế này. Câu 269, tối nay chúng ta đi xem phim hay là đi mua đồ? Thì chúng ta nói là tối nay chúng ta đi xem phim hay là đi mua đồ? Thì chúng ta nói là các bạn ơi, tối nay gì nhỉ? Tối nay gì? Chính yêu bảo sáng quá, chính yêu bảo sáng. Tối nay chúng ta đi xem phim, chính yêu bảo sáng. Ờ, chúng ta đi xem điện ảnh quá, hay là đi, đi mua đồ gì à? Hay là đi mua đồ gì? À, đúng không ạ? Tối nay chúng ta đi xem phim hay là đi mua đồ? Chính yêu bảo sáng, chúng ta đi xem điện ảnh hay là đi mua đồ gì? Các bạn có vào? Chính yêu bảo sáng, chính yêu, chính yêu. À, chính yêu. 晚上，我们去看的电影，还是去买东西呢？啊，买东西，买东西，你看，今天晚上我们去看电影，还是去买东西？啊，干嘛干嘛？的，哎，麦克大哥，怎么着？都，今天晚上我们去看电影，还是去买东西？干嘛呢？这个给，干嘛？我再念过去，哎，现在是，luyện tập cái kỹ năng phản xạ thật nhanh cái tình huống tình trạng giao tiếp hàng ngày. Đây là một cái kỹ năng mà chúng ta cần phải luyện hàng ngày thì nó mới có hiệu quả, nó mới có tiến triển được. Chứ còn luyện mà muốn luyện được một hai hôm thì không ăn thua, được chưa? 270. Tối nay tôi muốn đi siêu thị mua sắm. Tối nay tôi muốn đi siêu thị mua sắm là gì nhỉ? Tối nay tôi muốn đi siêu thị mua sắm. Hôm nay buổi sáng gì? Tôi muốn đi siêu thị mua sắm. Tôi muốn đi siêu thị mua sắm. Là mua sắm. Hôm nay buổi sáng tôi muốn đi 超市 mua sắm là gì? Câu u lên một từ mới. Câu u là mua sắm động từ. Câu là động từ mua, còn u là đồ vật, là mua sắm, là sắm sửa đấy. Nó sắm sửa, là sắm sửa. Câu u là sắm sửa. Được không ạ? Hôm nay buổi sáng, tôi muốn đi siêu thị mà câu u. Hôm nay buổi sáng, tôi muốn đi siêu thị câu u. Hôm nay buổi sáng, tôi muốn đi siêu thị câu u. Là tối nay tôi muốn đi siêu thị mua sắm. Hôm nay buổi sáng, tôi muốn đi siêu thị câu u. Mà các bạn, câu u là từ mới đó, là từ mới, là động từ mua sắm, câu là động từ và u là tương ứng, là đây là động từ cái câu tương ứng là mua sắm. Là các bạn các bạn nhá, các con em vào, chỉ câu u là mặt tôm xì cũng đi được à, chỉ câu u là chỉ mặt tôm xì, được ok, được chưa? Tớ em bác có đúng rồi, là chính xác. Còn bạn nào chưa có thì các bạn có thật nhanh nhá. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài số 9 rồi, đúng không? Bài số 9 là từ câu số 240 đến câu số 270. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết từ câu số 240 này, các bạn đọc theo mình này. 240. Xem các bạn một gì này. 你的车是什么颜色的? 241. 我的车是黑色的. 242. 你的车是新的还是旧的? 243. 我的车是新的. 244. 那辆黑色的是你的吗? 那辆黑色的是你的车吗? 245. 我是这个公司的经理，他是我的秘书。 243. 我有两辆摩托车，三辆汽车和一辆自行车。你知道我的自行车在哪儿吗？阿布达，这是我全家的照片。阿布金，你有姐姐吗？海南莫，我没有姐姐，我只有一个妹妹。海南莫，我的妈妈是大夫，我的妹妹是护士，我的爸爸是经理，我是学生。海南派。你们是一家什么公司？海南吧，我们的公司是外贸公司。海南对，你们的公司有大概多少个职员？你们的公司有大概多少个职员？海南南，我们的公司有大概150个职员。我们的公司有大概150个职员。海南嫂，你是他的职员吗？海南吧，他是你的秘书吗？海南达，你的哥哥结婚了吗？海南金。你家有几个孩子了？还什么？我家有两个孩子，老大是女儿，老大是女的，老二是男的。还什么？你的哥哥是银行职员吗？还什么？我的哥哥不是银行职员，我的姐姐是银行职员。还说吧，你的妹妹是老师还是护士？还说对，我的妹妹是护士。还说那，你的妹妹在哪儿工作？还说少，我的妹妹在医院工作，我的姐姐在银行工作。他说：“喂，你要喝点咖啡吗？”他说：“得，谢谢，给我来一杯咖啡吧。”他说：“行，今天晚上我们去看电影还是买东西？”还明白。今天晚上我要去超市买东西。那，来，chúng ta vừa kết thúc xong câu 30 trong bài giảng số mà nhá, bài giảng số 9 trong buổi giáo trình là 3.000 câu tiếng Trung giao tiếp hàng ngày, 3.000 câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản thông dụng nhất.
Ok, và chúng ta sẽ tạm thời chúng ta nghỉ giải lao nhá. Chúng ta nghỉ giải lao khoảng 1 phút, sau đó chúng ta sẽ quay lại, chúng ta đi tiếp sang bài số 10. Trong một giáo trình là 3.000 câu tiếng Trung giải tiếp thông dụng nhất. Đó. Các bạn có thể ra ngoài các bạn uống một chút cà phê, là uống một chút trà đá gì đó. Rồi chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ khoảng 1 phút sau chúng ta sẽ quay lại, chúng ta học tiếp sang bài số 10. Các bạn đừng đi đâu nhá. Chúng ta sẽ giải lao khoảng 1 phút, rồi lát chúng ta sẽ quay trở lại học tiếp sang bài số 10. Ok.